ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីធ្វើសំបកនំធោធីឡាមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាវិធីធ្វើគឺងាយងាយមើលហើយគឺអាចយល់និងអាចធ្វើបានចាអញ្ចឹងចង់ដឹងគ្រឿងផ្សំនឹងវិធីធ្វើបែបណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាពីវិធីធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ពេលវិធីធ្វើចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ជួយ Subscribe Channel YouTube របស់នាងខ្ញុំទេសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀត ចាឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាតើមើលពីវិធីធ្វើជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅធ្វើសំបកនំធូទីឡាចាគឺយើងប្រើម្សៅមីចំនួន 1 ខាប់ហើយយើងដាក់អំបិលចូល 1 ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកទឹកគឺយើងប្រើទឹកត្រជាក់ធម្មតាចំនួន 1 ខាប់ដែរចា បសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវល់ជាកូនចានចង្កឹះអញ្ចឹងប្រើម្សៅមី1កូនចានចង្កឹះទឹកគឺ1កូនចានចង្កឹះដែរចាចំណែកអំបិលគឺយើងដាក់1 ចុងស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងនឹងប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆានឹងកន្លះស្លាបព្រាបាយចាម្សៅគឺយើងត្រូវតែកូរវាមួយសន្ទុះឲ្យវារលាយសាច់មួយល្អជាមួយនឹងទឹក បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងលាយម្សៅយើងចូលសាច់មួយម៉ត់ល្អហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះយើងឲ្យក្តៅមិនសិនតែខ្ទះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាប់មុនដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀបប្រេងឆាបន្តិចទៅមិនសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើខ្ទះអត់ជាប់ទេມັນបាច់រៀបប្រេងឆាទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបើកខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងបន្ថយភ្លើងឲ្យនៅទូចជាងគេភ្លើងនៅលើទូចបំផុតបន្ទាប់មកយើងនឹងចាក់
Chà mong bọn đọc nha bắt đầu bì dân ở chạm sao dân hơi. Dân tục ở bìa chân môi chùm hiên tới. Bắt đầu mới dân nâng trò lọc bìa. Dân nâng trò lọc bìa dạp bê môi tập bì nà tí dân trò lọc bìa mà đón mong bọn đọc nha. Bì đại dân trò lọc bìa cứ cầm ở bìa khói ở bìa ở miền rụt hiệp nông bò ở bìa. Cả là tích tích đôi đực nông rụt hiệp đực nhầm ở hai này tới ban hơi. Chà bông bông tọc này dân ở viên làng bò cỏ lá tích tích. Đội nước nông rụp hiệp này tới tầng xong kháng cơ dân nâng lợi viên châu. Lời này bông bông tọc này nhằm nâng bằng hành bông bông tọc này. Chà xong bộ thô thì lá môi bằng tè tiết. Chà cứ môn nâng dân chạy dân trời tạc cô mà sao dân ở sọc bằng tỉnh máu. Bạn tỏa máu dân chạm mà xa ứng, ở trong phần đá là vì hia tư nực nông tế bạn tỏa máu. Cứ dân dâu vậy để chạm nó màu bia mà xa ứng ở bình nâng bạc tế dân. Rư cực thông chí nâng bằng tích tam đài bóng bôn trong bàn tổng hống. Chà cứ dân bảo đáy thông bia mà xa ứng bài bình ní. Bạn tỏa máu dân tục ở mà xa ứng mà chùm hiên khăn lơ nó riêng ở ngụt bằng tích dân nâng trở lọc bia. Chà bông bông tọc này bật tọc bì viên làng xung hụt mà chùm hiếng hàng lờ chả hãy dân chạp đám tọc bìa tớ. Hay dân tục ở viên mà chả hiếng làng phô cỏ lạt lộ bằng tích tớp dân lựa bìa chồng. Chùm này ca rẽ xa tốc cư dân nghe sử dụng không ca tốc tê bông bông tọc này cư dân gọn tế. Bì đại dân chùm ảnh chân ở hái cư dân tục ở dòng bộ nôm dân trò chế. Tớp dân vô ở cỏ đá sát vô mặt chọc rôn viên bì cà ở máu. Hay dân nâng pra bỏ ọp bất đại chất nâng đại chỗ nông tu tự có để xa tục bán bị trăm thái tơ mở tình trà sạp về đại dân trong nhắm
nôm pizza sầm bọ sẽ đắng cứ dân ai thưa bán cứ cơ thơm chi bập hết chọc bập hết sạch xem xem đôi chị sang vách cả bán rồi cơ nôm nôm pang tu kỳ cả bán đại chàng chẳng cứ bia ai thưa bán cho ăn bập hết tiệt đại kim rịp rò vào đó chàng cha bông bông tỏ khnê sầm bọ nôm dân cứ thơ ban hai hái cha chấn chấm nuôn nở mà sai đại khi pra mực hạp nó cứ khi nhom thơ ban chấm nuôn buồn mật tẹt thòng cha ruột riêng với cứ bài ní hai vị thi thơ nâng ruột của mình thơ cứ miên tai bàn nẻ ấy khi nhom sừng khâm tha bông bông tỏ khnê mơ hai nâng ai sao là bông thơ tục nhâm tặng ở khnê cha cha ao con chia ra bông bông tỏ khnê sập ca tu sanh video đồng bằng niềng khi nhom mà sân chưa pin chất nâng ca chạy đồng lệ đồng bằng niềng khi nhom complex chui lái hay nên xe chạy đồng lệ đồng nẹt đồng tay tiết đại bàn khinh phong cha chỉ việc xem complex chui subscribe channel YouTube của bạn nhé nhóm mình mồi phong hay complex đã luôn gần đắng đồng bay từ tour bán video tụi mấy chỉ trả ăn tiền cha mà sân chim miên chấm nồi phát hạt là trăng ná sâu mà chia sải phong bị buộc nhóm phơ tam đã rụng của môn đại nhóm thợ phơ hay là nhóm chạy tại phần nọ đại lượng mỏng hàng này cha ở con trái bóng ổn tỏ khnía sông chợ điểm lý chúc khnía video mình to phần tỏ tiền.